Dạ vâng, con xin kính chào tất cả cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị đang xem trên kênh Ngừng Vlog. Và con xin chúc cho cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm và an lạc. Cả nhà ơi, hôm nay là buổi sáng của ngày 3 tháng 11 năm 2024. Và con cũng vừa cập nhật một số nội dung thông tin rất là đặc biệt, quan trọng liên quan đến sư Minh Tuệ cũng như là bà Hai sư Quê Bình Dương. Con muốn chia sẻ đến quý anh chị mình cũng như quý Phật tử trong và ngoài nước. Dân kính thưa các anh chị mình, trong thời gian vừa qua, đặc biệt là sự trở lại của sư Minh Tuệ, và trong ngày đó bà Hai Sư Eo đã lên tiếng, trong thời gian ném đá vào đường thì bà Hai Sư Eo Bình Dương đã lên tiếng và đã có những động thái cực kỳ gay gắt đối với sư Minh Tuệ, một bậc chân tu, khi mà bà ta đã dùng quyền và tự do của mình tấn công một cư sĩ. Thì có rất là nhiều người đã lên tiếng về sự việc này, cũng như là có rất là nhiều người trí thức cũng đã lên tiếng nhằm mục đích để bảo vệ sư Minh Tuệ. Và cái câu hỏi đặt ra rằng là sư Minh Tuệ cần được bảo vệ hay không, và nếu như cái giả thiết đưa ra rằng là bà ta đang ngôn biện, có nghĩa là bà ta đang sử dụng hình ảnh của sư Minh Tuệ để đánh lừa cơ quan chức năng, cũng như là đánh lừa cái góc nhìn của những người đang theo dõi bà ta trong thời gian qua, đó là trong cái việc mà bà ta đã chia sẻ vào đêm 20 tháng 10 vừa qua, rất là nhạy cảm liên quan đến An Phước cũng như liên quan đến T30 và cái câu chuyện bà Vịt Tân. Văn của bán chị mình cũng phải là thật bình tĩnh khi mà chúng ta xem xét câu chuyện. Thưa các anh chị mình, thì xem có những chia sẻ và những cái góc nhìn của rất là nhiều người, thì cái câu chuyện mà bà Hai Siêu Eo kêu sư Minh Tuệ bằng thằng, và có bằng thằng cu, cũng như là kêu sư Minh Tuệ là bắt buộc kêu bằng bà ta là cái người bà Phật ha, rồi nói rằng là sẽ quốc sư Minh Tuệ không chịu phát nào, và quy chụp cho sư Minh Tuệ là ở trong một cái tổ chức Vịt Tân, tổ chức nước ngoài nhằm lôi kéo để chống phá ABC. Vâng, kính thưa cô bác chị mình, thì có rất là nhiều giả thiết đặt ra ở đây, và có hay không là bà ta đang sử dụng, và bà ta đang dướng vào cái pháp lý là 3 điều khoản 2 điều 331 của Bộ luật Hình sự, khi mà bà ta đang sử dụng hình ảnh của mình để mà tấn công một người giống như sư Minh Tuệ, một cư sĩ theo 13 hành đầu đà. Dạ vâng, cô bác chị mình biết rằng thì sư Minh Tuệ là một người mà có thể gọi là cực kỳ hiếm có trên thế giới này, và được rất là nhiều người ngưỡng mộ trên thế giới, từ Bắc vào Nam và cả cộng đồng quốc tế, những kiều bào trong nước đang dậy sóng một trận cuồng phong trong lòng của mình khi mà bà Hai Siêu Eo, một người có thể gọi là một danh nhân, và mà bà ta đã lên tiếng nhưng mà xúc phạm, đe dọa và quy chụp tính sư Minh Tuệ, dùng những từ ngữ cực kỳ khó nghe. Khi mà những sự việc này là chúng ta đặt ra câu hỏi rằng là liệu bà ta có dính vào vấn đề gì không, hoặc là pháp lý gì không, thì con kính thưa các anh chị mình, nếu mà riêng về một người nào đó thì con chắc chắn rằng là bà ta sẽ bị nhận được một cái đơn lá thư thư kiện vì đã cố tình xâm phạm quyền và lợi ích quy chụp, cũng như là đang tấn công một người vô cớ như thế. Nhưng mà đối với con cũng như là các anh chị mình biết rằng sư Minh Tuệ thì sẽ không bao giờ là thưa kiện bà ta, cho dù mà có anh em trong gia đình có thưa kiện bà ta chăng nữa thì sư Minh Tuệ cũng không bao giờ ký, tại vì ngài đã buông bỏ tất cả, đi theo 13 hành đầu đà, buông bỏ tham sân si, buông bỏ tất cả rồi, thì sư Minh Tuệ cho dù trái đất này có sập xuống, có nổ tung thì sư Minh Tuệ vẫn hãn nhiên mà tu tập trên con đường của mình đó. Thì bà ta cũng giống là một cái sự trở ngại, và là một cái con như mà hồ ly tinh, có thể gọi là vậy, hồ ly tinh để mà cố tình chống phá sư Minh Tuệ thôi. Thì các biết của anh chị mình biết rằng thì khi mà có một con người như sư Minh Tuệ thì tất nhiên là thiên đình sẽ gửi những người tài xuống để mà giúp đỡ sư Minh Tuệ qua kiếp nạn. Và hôm nay thì con muốn chia sẻ với anh chị mình điều rất là đặc biệt, khi mà tiến sĩ Đoàn Văn Đấu là một người có dày dặn nhiều năm kinh nghiệm phân tích về tâm lý tội phạm, và chiều hôm nay, tức là ngày 2 tháng 11 đó, thì tiến sĩ Đoàn Văn Đấu đã có chia sẻ rằng là tính pháp lý về vấn đề của bà Hai Siêu Eo Bình Dương cũng như là sư Minh Tuệ, và cần hay không nên bảo vệ sư Minh Tuệ. Và trong đây thì sư Đồng, tiến sĩ Đồng Văn Đấu đã có chia sẻ rằng là có giặc, giặc ở đây là ý nghĩa gì, thì con mời các anh chị mình vào nghe một đoạn video cũng như là cùng con phân tích. Và trước khi mà nghe một đoạn video mà chúng ta cùng nghe tiến sĩ Đồng Văn Đấu mà phân tích về tâm lý tội phạm, thì các anh chị mình cho con một like cũng như là một chia sẻ, một bình luận để mà động viên tinh thần cho con, để mà con tiếp tục cố gắng làm YouTube cũng như là tiếp cận những cái thông tin chính xác và nhanh nhất để mà con gửi đến quý anh chị mình. Vâng, kính thưa quý anh chị, thì cả nhà vào nghe con nha. Chào các bạn. Ngày hôm qua, ngày 1 tháng 11, sư Minh Tuệ đã trở về Gia Lai và đi Phật tử, và đón nhận rất nhiều cái sự vui mừng, cảm mến của rất nhiều người yêu kính sư Minh Tuệ. Nhưng cũng ngay trong ngày hôm đó, có một vị idol đã lên phát biểu rằng chủ nhật tới đây, tức là ngày mai, sẽ lên quất sư Minh Tuệ. Và điều
cũng gây hoang mang cho rất nhiều người yêu kính sư Minh Tuệ và cũng tạo nên cái sự hân hoan cho những cái người không thích sư Minh Tuệ. Và trong đêm hôm qua thì bạn bè tôi, người thân hỏi là tại sao ông không lên tiếng để bảo vệ sư Minh Tuệ, tại sao anh không lên tiếng, tại sao bạn không lên tiếng, và có cần thiết phải lên tiếng hay không. Và tôi nghĩ rằng sư Minh Tuệ thì ngài không cần ai phải bảo vệ cả, nhưng mà bất kỳ một người nào đó có lương tri, có đạo đức, biết yêu cái đẹp cái thiện, ghét cái ác cái xấu thì trước những cái... Dạ vâng, thưa các anh chị mình, chúng con xin ngắt một đoạn của tiến sĩ Đồng Văn Đấu. Tiến sĩ Đồng Văn Đấu nói rằng những cái người nào mà đã có lương tri, có ý thức và cái thích yêu cái thiện, ghét cái ác thì sẽ yêu thương sư Minh Tuệ. Đó là cái câu mà con rất là tâm đắc. Và các anh chị mình thì rất là nhiều người đặt câu hỏi rằng vì sao mà là bà Hai Seo El Bình Dương, một người giàu có quyền lực như thế mà lại tấn công vào sư Minh Tuệ. Đó là cái câu chuyện mà ai cũng thắc mắc và đặt cái làn sóng cực kỳ phẫn nộ trong lòng của những người dân cũng như là những cái lòng trong Phật tử trong và ngoài nước. Vâng, các anh chị mình cùng nghe tiếp với con nha. Hiện tượng như vậy cũng đều phải lên tiếng, chứ không phải người đó nhờ chúng ta lên tiếng thì chúng ta mới lên tiếng. Là ai là người bảo vệ sư Minh Tuệ? Mời các bạn theo dõi. Đầu tiên là ai đứng sau, và nếu như có tổ chức cá nhân nào đó đứng sau thì cơ quan an ninh đã nắm hết rồi, nên là các bạn cứ yên tâm. Các thế lực chống đối lợi dụng cũng là một việc rất bình thường, và khi nói lợi dụng thì đã có các cơ quan chức năng xử lý. Còn không thể nói là bây giờ địch nó lợi dụng tôn giáo để chống phá thì chúng ta xóa bỏ tôn giáo đó, hay là địch nó lợi dụng hiện tượng sư Minh Tuệ để chống phá thì bây giờ phải xóa bỏ sư Minh Tuệ, không có chuyện đó xảy ra. Đầu tiên, dạ vâng, cả nhà ơi, cả nhà vừa nghe một đoạn là của sự chia sẻ của tiến sĩ Đoàn Văn Đấu. Thì cái câu chuyện mà sư Minh Tuệ bị lợi dụng hình ảnh để mà những cái tổ chức ở nhà mục đích là chống phá là cái chuyện quá bình thường cả nhà. Và không có câu chuyện là Đoàn Văn Đấu, nghe tiến sĩ Đoàn Văn Đấu rằng không có câu chuyện mà bây giờ như giờ là những cái người mà có mưu đồ bất chính cũng như là nhằm mục đích chống phá đó mà lợi dụng tôn giáo thì chúng ta phải xóa bỏ tôn giáo đó. Và không phải nhất thiết là dù như là bây giờ sư Minh Tuệ bị lợi dụng thì chúng ta phải xóa bỏ sư Minh Tuệ. Chúng ta phải thật là bình tĩnh khi mà phán xét cũng như là cái góc nhìn của mình cho chính xác trong cái câu chuyện mà sư Minh Tuệ và Vịt Tăng ABC đó và chị Hai đang bịa đặt ra cho sư Minh Tuệ nhằm mục đích là gán ghép cái câu chuyện này để mà nhằm tấn công sư Minh Tuệ một cách cực kỳ quan trọng. Nhất là ngày hôm qua một người hoặc là một tổ chức sẽ bảo vệ sư Minh Tuệ ở Việt Nam đều được bảo vệ theo pháp luật, nên ngài cứ làm đúng, không vi phạm pháp luật thì pháp luật sẽ bảo vệ và các cơ quan chức năng cũng bảo vệ, đấy là bảo vệ công dân, nên là không phải lo về chuyện đó. Và một hiện nay thì xuất hiện một cái nhân tố mới để bảo vệ sư Minh Tuệ nữa đó. Trước đây thì các bạn biết là tại sao có rất nhiều người tấn công sư Minh Tuệ, tấn công thoải mái mà không bị bất kỳ vấn đề gì pháp lý, bởi vì sư Minh Tuệ không phản hồi với những cái tấn công đó. Đúng rồi cả nhà. Có đưa đơn tới sư ký, sư cũng không ký. Đúng đúng. Nên là những người đó biết được điều đó nên cảm thấy là an toàn. À, bây giờ cứ tấn công cái người nào mà không thể phản kháng được như là sư Minh Tuệ thì họ sẽ an toàn. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Đó. Bây giờ đã thành lập công ty Thiên Định Tuệ, và trong các chức năng thì tôi nghiên cứu thấy có một chức năng đó là hỗ trợ những người tu tập theo lời dạy của Phật Thích Ca. Hỗ trợ ở đây có bao gồm hỗ trợ về mặt pháp lý. Nên những người đồng ý nhận sự hỗ trợ của công ty Thiên Minh Tuệ sẽ được công ty Thiên Minh Tuệ hỗ trợ về mặt pháp lý. Wow. Vì vậy mà những lời vu cáo không có căn cứ hoặc tấn công, hạ nhục tất cả mọi thứ, mà nếu như công ty Thiên Minh Tuệ thấy rằng ảnh hưởng đến sự tu tập của một người nào đó nhận được sự hỗ trợ của công ty này thì họ có quyền đứng ra để bảo vệ. Đó. Và đây là một cái nhân tố mới để bảo vệ sự Minh Tuệ. Đâu gì có nghe được. Dạ vâng, kính thưa cả nhà, kính thưa các anh chị mình, đây là một cái sự việc vui chứ không phải là có sự việc gì đâu ạ. Khi mà tiến sĩ Đồng Văn Đấu lên chia sẻ rằng nếu mà chúng ta làm sai với pháp luật, chúng ta không thuận tôn pháp luật thì có lẽ là pháp luật sẽ trừng trị chúng ta. Giống như là bà Hai Siêu Eo đã xâm phạm quyền và lợi ích cá nhân cũng như là vi phạm vào điều 331, điều khoản 2, điều 331 của Bộ luật hình sự đó, thì bà ta đã trả lại cái giá cơ bản nhất khi là đi vào 2 năm 6 tháng tại An Phước. Và điều đặc biệt khi mà bà ta ra thì có bánh gì mình biết rồi ha, chia sẻ rất là nhạy cảm. Thì nhưng mà chúng ta là một công dân của người Việt Nam trên miếng đất Việt Nam và được cơ quan chức năng sẽ bảo vệ khi mà chúng ta không làm sai trái với luật pháp. Chúng ta một là cũng có quyền tự do tôn giáo nè, tự do tín ngưỡng, và chúng ta có quyền tự do ngôn luận.
Đó, chúng ta thấy cả nhà mình thấy rõ ràng là vậy. Giống như là bà ta đang tấn công vào Sư Minh Tuệ, một người cũng đầy đủ quyền và tự do. Nhưng mà tại sao Sư Minh Tuệ lại là không thưa kiện, không quan tâm đến bà ta nói gì? Cho dù cũng nói cái gì mình, cho dù bà ta làm như thế nào, thì bà Sư Minh Tuệ vẫn hiển nhiên mà tu tập, vẫn bình thường. Đó, thưa quý anh chị mình. Và một điều đặc biệt ở đây là cái công ty Thiên Định Tệ được lập ra, được cơ quan chức năng cho phép, cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp và cho phép được xây cất và được sự đồng ý của Sư Minh Tuệ để mà bộ đưa Sư Minh Tuệ về Gia Lai, để mà trong đó cũng như giống như là hỗ trợ cho Sư Minh Tuệ về vấn đề pháp lý và sự tu tập của ngài trong thời gian tới, trong sự mà hân hoan chào đón và của rất là nhiều người kiều bào trong và ngoài nước, cũng như là những người dân đã lên tiếng về vụ việc này. Và tiến sĩ Bùi Đồng Văn đó cũng chia sẻ rằng là về tính pháp lý thì có thể khởi kiện bà Hai Sơ Em, đó là cái chuyện bình thường, quá đó bình thường. Và tiến sĩ Đồng Văn đó cũng nói rằng là không phải mà lợi dụng những cái tổ chức mà muốn những có ý đồ xấu đó lợi dụng Sư Minh Tuệ thì chúng ta phải dẹp bỏ Sư Minh Tuệ, lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo thì chúng ta phải dẹp bỏ tôn giáo, và lợi dụng những cái Phật giáo thì chúng ta phải dẹp bỏ Phật giáo. Cái đó là không, cái đó chuyện quá đổi bình thường. Có cơ quan chức năng có thẩm quyền, và CA của Việt Nam chúng ta là một trong những CA cực kỳ hay, tài giỏi. Và nếu mà Sư Minh Tuệ có nói với anh chị mình, Sư Minh Tuệ của chúng ta thì có một cái vấn đề gì liên quan đến pháp lý hoặc là sai trái gì thì cơ quan chức năng họ sẽ làm việc đối với Sư Minh Tuệ. Và bà Hai vô cớ tấn công vào người khác, dính vào điều khoản 2 điều 331 của Bộ luật hình sự, thì bà Hai sẽ trả cái giá rất là đắt khi mà cái công ty Thiên Định Tệ lập ra để mà nhằm bảo vệ những người tu hành cũng như là bảo vệ cho Sư Minh Tuệ. Và các nhà biết rằng thì trong về gia đình của Sư Minh Tuệ còn ba mẹ nè, còn anh Thành và cùng cùng sư bá, thì và cùng một người em gái hay chị gái gì nữa, thì người ta đủ cái quyền thưa kiện hoặc là viết đơn tố cáo tố giác tội phạm. Đó là cái trong cái câu chuyện mà luật sư Đoàn Văn Đấu cũng muốn chia sẻ rằng là có hay không cái câu chuyện là bà ta sẽ bị thưa kiện. Và các nhà biết rằng cái câu hỏi đặt ra cho rất là nhiều người mà rất là hóc búa là lý do vì sao mà bà ta lại tấn công vào Sư Minh Tuệ, dùng những lời lẽ xúc phạm đe dọa quy chụp tính ngài. Con cũng không biết luôn, nói chung là bây giờ con cũng không biết bà ta nghĩ gì trong đầu, nhưng mà bà ta đã được cơ quan chức năng người ta quan tâm cực kỳ đến, hoạt động lùng cộng đồng mạng đang dậy sóng một cái luồng sóng cực kỳ trái chiều với bà ta. Người ta rất là bình luận khi mà những cái người trong vụ những cái vụ án như là bà nhà báo Hằng Nhi nè thì cũng đang lặp lại vụ án, rồi chị Đinh Lan nè thì cũng đang xem xét và đang có một cuộc chiến pháp lý cực kỳ gay gắt đến bà Hai Sơ Em, và luật sư Hoàng Duy Hùng nè. Đó cả nhà ơi, thì bà ta đang dính những vấn đề gì thì cả nhà mình biết rồi ha, nhưng mà chúng ta cũng phải là quan sát và chia sẻ một cách lành mạnh khi mà chúng ta có những comment ở dưới đây. Và có con ấy, của anh chị có rất là nhiều người đã tấn công vào kênh của con cũng như có những cái bình luận trái chiều, nhưng mà con cũng không sợ, con nghĩ rằng là con sẽ đi theo cái thiện, cái ác, cái ghét bỏ cái ác, giống như là cái lời của luật sư cái tiến sĩ Đoàn Văn Đấu đã chia sẻ rằng một người mà nếu có trí thức, một người có sự hiểu biết thì không ai mà ghét Sư Minh Tuệ được, thì chúng có nhiều ngu muội nhìn thấy Sư Minh Tuệ mới ghét thôi. Có nhiều người đặt ra rằng là Sư Minh Tuệ làm gì cho đời, thì kính thưa các bác chị mình, kính thưa những người đó, thì Sư Minh Tuệ không làm gì được cho đời, nhưng mà cái đạo hạnh, cái sự tu tập của thầy lan tỏa khắp bốn phương, cái hương thơm, cái hương mà hạnh của thầy, cái đức hạnh của thầy lan tỏa cả thế giới đó. Tại sao chúng ta biết như vậy? Vì chúng ta đã quan sát Sư Minh Tuệ rất là lâu rồi. Và chúng ta hãy chờ xem là bà Hai Sơ Em Bình Dương sẽ có những động thái gì mới nhất trong thời gian tới đây, và bà ta sẽ nhận dính những cái pháp lý gì, và cái công ty Thiên Đình Tệ lập ra thì nhằm mục đích gì thì chúng ta cũng đã hiểu rồi, thì bà ta sẽ nhận một cái kết quả đắng và một cái trái đắng tiếp theo thôi. Đó, cả nhà chào đợi với con nha. Và cuối video thì con xin chúc cô chú anh chị mình có một buổi sáng có ngày 3 tháng 11 năm 2024 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Con xin chào và hẹn gặp lại.